Yeah, yeah. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watch you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Hold up. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watch you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Ây, trời năm đấm vì ta đây luyện võ, xử lý bọn người đó là chuyện nhỏ. Mồm nó lên tin ăn liền của chó, đừng nhắc ông đây vấn đề tuổi thọ. Không có một đối thủ tìm kiếm kẻ mạnh sao thật khó khăn. Hoa bị ngạn xanh khó hơn nữa, bị ngài trách phạt là điều khó tránh. Nam tử không bắt nạt phụ nữ, ta với thằng nhị có tự thù. À quên nó chỉ có chủ ngữ, đâu mà cả thằng hay tự phụ. Hãy thử biến thành quỷ đi bro, để có thể chiến đấu mãi mãi. Coi như hai ta có kỳ ngộ, tao khuyên sao cứ bỏ ngoài tai. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hold up Rengoku, nhìn thật kỹ coi đây là ai. Ác quỷ khiến bọn nhỏ run rẩy, với biệt tài là vua phá hoại. Võ thực ta như đang nhún nhảy, sai một phát sẽ người làm hai. Giết nhiều trụ cột trong quá khứ đó là chuyện nhỏ, ai cũng làm được. Việc trở thành quỷ không ai tha thứ, ai sẽ kéo ta về khi lạc bước. Dù ta mạnh mẽ nhưng yếu tinh thần, những thứ ta mất chính là tình thân. Gặp ngày mưa dài cúi đầu kính cẩn, chỉ dám đứng lên khi nghe mình thân. Hey. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watching you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Hold up. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watching you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Yeah, cặp quạt trên tay thổi bay hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Thượng huyền quỷ nhị đối mặt là điều không nên thử. Điều không nên thử. Là một trong 4 con quỷ mạnh nhất gần như không thể nó đánh bại. Bản tính vô cảm chưa từng nghiêm túc trước bất cứ ai. Một mình có thể đánh bại các trụ, chưa từng bao giờ ra trận nghiêm túc. Bản tính vô cảm từ khi là người chưa từng hiểu được thứ gọi là cảm xúc. Một trong 4 con quỷ mạnh nhất thế giới chưa ai có thể chiến đấu ngang hàng. Sức mạnh của một thượng huyền có thể nói là rất ngang tàn. Chưa từng sử dụng hết sức mạnh của mình có thể tiêu diệt được Kanae. Nếu gọn thân thể của Shinobu độc dược tuy nhiều nhưng cái chết là không thể. Một mình có thể chấp hai với hai đối thủ sở hữu giác quan khó đối phó. Nhưng nếu nghiêm túc thì cho dù là ai đi nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Con quỷ sở hữu cả một giáo phái nhưng không tôn sùng một vị thần nào. Người duy nhất mà ta quỳ xuống thì chỉ có thể là vương gian tối cao. Luôn nghĩ rằng mình luôn thân thiết với các thượng huyền quỷ. Và thứ cảm xúc duy nhất mà ta biết là yêu Shinobu khi chết đi. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watching you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watching you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Ai từng là một kiếm sĩ diệt quỷ, là anh trai của Yorichi. Trên thắt lưng đây thanh kiếm rất dị, sẵn sàng lấy đầu mà không nghĩ suy. Những con mắt mọc đây chứ không mặc thể hiện cấp bậc của thượng huyền. Cả phần lưỡi kiếm cũng bọc đầy mắt, tạo ra một cuộc symbol rất riêng. Có thể thấy da dẻ của ta rất tươi, tuy trở thành quỷ nhưng không khác mấy so với ngoại hình khi còn là con người. Luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, tuân thủ các quy tắc. Là người có nhận thức cao trong hệ thống phân cấp nên đừng thắc mắc. Ta không ngần ngại thừa nhận điểm yếu hay phàn nàn về những khó khăn, cũng rất khiêm tốn thừa nhận năng lực đối thủ nếu hắn có khả năng. Một mặt lạnh lùng và tàn bạo, lấy đầu bất cứ kẻ nào. Hành động của ta trở nên gay gắt, mang tính đe dọa rất cao. Thể hiện lòng trung thành với Muzan cho những kẻ nào chưa hiểu. Hầu hết hành động đều được thực hiện mục đích là hoàn thành các mục tiêu. Không chỉ là kiếm sĩ mạnh mà ta còn là kẻ mạnh nhất, nhờ dòng máu quỷ có sẵn trong người đưa ta về đúng bản chất. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watching you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt. Hold up. Let me kill this shit, I'ma gonna kill you bitch. I'ma watching you eat that, make it fall and watch your back. Ba anh em bọn ta luôn gắt, dù không giống nhau về khuôn mặt. Trong ban đêm ta chơi đuổi bắt, lũ đã chín và đến mua gắt.